Đây là iPhone SE 2020. Tối qua thì mình đã làm một video trên tay nhanh cho mọi người về sản phẩm này khi mà nó chưa được active. Và sáng ngày hôm nay trong cơn mơ thì mình cũng đã bấm active nó rồi. Nhưng mà nói chung là mình active rồi. Thì sau 3 tiếng mà mình trải nghiệm nhanh với sản phẩm này thì ngày hôm nay mình sẽ đưa ra cho các bạn những cái đánh giá của mình với chiếc iPhone SE 2020 sau 3 tiếng sử dụng nha. Bắt đầu vào video nào. Let's go. Trước khi đi vào những cái chia sẻ của mình về sản phẩm này thì mình cũng nói luôn, nó chỉ là đây chỉ là một bài đánh giá nhanh mà thôi. Nghĩa là mình sử dụng chưa đủ lâu để có thể đánh giá cho các bạn về những cái khía cạnh chi tiết khác như là pin các thứ. Nhưng mà nhìn chung thì những cái cảm giác mà mình sử dụng cái con này sau hơn 3 tiếng thì mình cảm thấy rất là hài lòng. Đầu tiên đó chính là về camera. Camera của sản phẩm này nhiều bạn sẽ thắc mắc đó chỉ là nó có hơn nhiều với iPhone 8 hay không. Thì mình cũng đã chụp và cũng như là test qua một vài tấm ảnh ở đây cho các bạn thấy. Thì với cái con iPhone SE 2020 này thì nó sẽ được hỗ trợ thêm hai tính năng. Đó chính là Smart HDR và cũng như là chụp trên nhung số phông. Thì đây là hai điểm mà trên iPhone 8 không có. Và khi mà mình chụp những tấm ảnh ngược sáng á, thì với Smart HDR trên iPhone SE 2020 nó cho mình một cái nước ảnh nhìn sáng hơn rất nhiều so với chiếc iPhone 8. Cũng như là da mặt của mình lên nhìn nó cũng sáng hơn rất là nhiều so với iPhone 8. Thậm chí là về ánh sáng của background thì nó cũng được xử lý tốt để giúp cho mình có thể nhìn thấy được những chi tiết như là những cái tòa nhà các thứ ở đằng sau. Ngoài ra về chủ số phông thì đây cũng là một điểm mà mình đánh giá cao ở chiếc iPhone SE 2020 này. Khi mà chúng ta có nhiều cái chế độ chụp khác nhau về Portrait Lighting, chúng ta có thể chọn chế độ ánh sáng viền hay là ánh sáng studio, hay là chọn ảnh như kiểu ảnh thờ như thế này. Thì nói chung là một cái điểm mà rất nhiều bạn thích sử dụng những cái tính năng Portrait Lighting để dùng cho số phông. Ngoài ra về thuật toán xử lý số phông ở trên con iPhone SE 2020 này thì mình cảm thấy là ở vùng tóc của mình thì nó vẫn xóa bị lẹm vào những cái chi tiết như là rì ở đây này. Đó, các bạn thấy là cái chi tiết nó sẽ bị xóa lẹm vào cái phần tóc. Và nó chỉ xảy ra ở phần tóc là nhiều mà thôi, còn lại các chi tiết khác như là vùng viền áo các thứ thì máy xử lý rất là tốt. Và đây là một cái điểm mà chúng ta cũng phải chấp nhận, bởi vì đôi khi cái vùng tóc nó quá là phức tạp để có thể xử lý xóa các thứ nó mượt mà được. Thì cái này nó cũng gặp trường hợp xóa lỗi ở rất là nhiều máy rồi, không chỉ riêng chiếc iPhone SE 2020 này. Nhưng mà nhìn chung á, về thuật toán xử lý xóa phông của những máy này thì mình nhận xét đó chính là nó xóa phông tốt. Và quay sang cái phần đó chính là da người khi mà chụp lên là một điểm mà mình rất thích. Khi mà nó hình như là kết hợp thuật toán từ những con máy như kiểu XS, XS Max hay là lên 11 các thứ, thì da người chúng ta cảm giác là nhìn nó sẽ hơi có chút mịn màng và hồng hào lên một tí. Cái này thì nếu như các bạn so sánh với những con iPhone đời cũ thì các bạn sẽ nhận ra. Chuyển sang về camera selfie thì cái điểm mình rất thích nữa đó chính là cả camera trước nó cũng cho các bạn chụp đó chính là xóa phông. Thì với cái này thì da người các thứ mình cũng đã chia sẻ rồi, nó không khác gì camera sau cả. Về thuật toán các thứ thì tất nhiên là vùng tóc thì nếu như nó quá phức tạp thì nó cũng sẽ xóa lẹ mà thôi. Thì tương tự như camera sau thôi. Nhìn chung về camera selfie thì mình cũng không có gì để đánh giá nhiều về sản phẩm này. Chuyển sang một cái nữa mình cũng rất thích đó chính là khả năng quay phim. Thì cũng tương tự như iPhone 8 là nó sẽ cho các bạn quay ở 4K 60fps. Thì cái chiếc máy này thì quay cũng rất là tốt này, thu âm tốt. Thì đó là những cái điểm đặc trưng của iPhone mà khi mà mình sử dụng iPhone á, mình rất là thích quay vlog bằng những chiếc máy của iPhone khi mà nó cho một cái chất lượng tốt này, chống rung tốt, thu âm tốt các thứ. Tiếp đến chuyển sang một cái yếu tố mà các bạn cũng rất quan tâm nữa, đó chính là về hiệu năng. Nó có chênh lệch nhiều với iPhone 8 hay không? Thật ra nó cái này nó cũng hơi thừa, bởi vì bản chất mà chiếc A13 nó đã quá mạnh rồi. Thậm chí nó còn mạnh hơn rất nhiều so với con chip sử dụng trên iPhone 8. Thì với cái điểm mà mình chấm AnTuTu ở trên chiếc iPhone SE 2020 này thì cái mức điểm mà mình chấm được sau khoảng hơn 5 phút thì nó sẽ là 376.000 điểm với điểm GPU là 158.000. Con số này thì mình có so với con 11 Pro Max thì con số nó sẽ chênh lệch rất là cao. Khi mà con 11 Pro Max là điểm của nó lên tới tận 500.000 điểm, ôi vãi cả đái. Nhưng mà đó chỉ là những con số về lý thuyết mà thôi, còn thực tế trải nghiệm thì với con chip A13 Bionic và cũng như là 3GB ở trên sản phẩm này thì mình cảm giác là những cái thao tác của mình vuốt chạm các thứ nó rất là mượt mà, nó chạm ra phản hồi cho đấy và nó thể hiện một cái thao tác rất là mượt, rất là nhanh. Thậm chí là với cái tựa game mà mình vừa chơi ở đây á, hiện tại thì mình không có chơi PUBG trên sản phẩm này, mình chỉ chơi cái tựa game đó chính là Call of Duty Mobile mà thôi. Thì cái mức thiết lập đồ họa nó cho mở max setting mà chiếc máy Android sử dụng chip Snapdragon 865 á, thậm chí nó còn không mở được cái mức FPS như vậy. Nghĩa là ở đây chất lượng hình ảnh của mình để rất cao này, số khung hình trên dây cũng là ở mức tối đa. Và hiện tại trên các máy Android thì mình không thấy chiếc máy nào có thể bật được ở cái mức khung hình đó chỉ là tối đa cả. Và đây là một cái sự tối ưu dành riêng cho iOS mà mình rất thích sử dụng các thiết bị iPhone như thế này. Bởi vì chơi game với thứ nó được tối ưu đã lắm các bạn ạ. Còn về những cái trải nghiệm khác thì cơ bản là nó cũng giống như iPhone 8 mà các bạn ạ. Vẫn là iOS, vẫn là những cái icon đó, vẫn là những cái phím touch, cũng là những cái bố cục đó. Nó xài cũng không có gì khác biệt cả. Và có một cái điểm lưu ý cho các bạn đó chính là chiếc iPhone SE 2020 nó sẽ không có 3D Touch như là iPhone 8, mà nó sẽ thay bằng đó chính là Haptic Touch. Cái này thì đối với mình nó cũng không quá quan trọng,
Tuy nhiên đối với những bạn nào quá cần thiết với 3D Touch để các bạn có thể thao tác những cái phím kiểu như cái phím tắt các thứ thì mình nghĩ các bạn mới cần mà thôi. Nhìn chung thì với sau hơn 3 tiếng mà mình sử dụng chiếc iPhone SE 2020 á, thì cái điểm cải tiến nhất của con này đó chính là về camera, khi mà về cái độ chi tiết các thứ thì nó cũng tốt hơn rất nhiều so với con iPhone 8. Còn sắp tới thì có lẽ mình sẽ thử so sánh với con iPhone XR hoặc là iPhone 11 về phần camera xem nó có chênh lệch gì nhiều hay không, để giải đáp cho những bạn nào kiểu quan tâm. Các bạn kiểu sẽ bảo là bỏ thêm tí tiền nữa mua iPhone 11 hay là mua iPhone XR nó còn ngon hơn con này. Đấy, thì cái này nó cũng sẽ tùy vào gu sử dụng của mỗi người mà thôi. Đối với mình thì với con iPhone SE 2020 này thì với cái kích thước màn hình chỉ có 4.7 inch á, thì đối với mình như vậy đã là quá đủ rồi. Thậm chí là mình chơi game Call of Duty thì mình chơi cũng rất thoải mái, không bị cái hiện tượng như là kiểu chiếm màn hình hay gì cả. Bởi vì chủ yếu mình cũng chỉ chơi có hai ngón ấy mà các bạn. Nếu như bạn là chơi PC thì mình nghĩ là các bạn sẽ chơi đâu đó khoảng 3 ngón, 4 ngón. Thì cái đó các bạn sẽ cần một cái màn hình to hơn. Rồi, các bạn thấy sao về video này? Đừng quên để lại một like, share, subscribe Z Mega. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Các bạn có comment là các bạn muốn mình so sánh con iPhone SE này với con gì nhé.